Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Cuộc dây ta duyên hai đứa thương tay ra. Anh nói mai này em sẽ đón cùng anh. Hỡi khoan hô khoan em nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên nhau đời lại vui biết bao. Cuộc dây ta duyên hai đứa thương quá trời. Em đã đem lòng yêu lấy anh hỡi chàng ơi. Lỡ mai về xa anh chờ em theo vơi.
đám cưới như ngày hội. Bò dê heo quay gà dầm hội, 500 mâm bạn đầy mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ. Bóng kiên vang bạc nặng cổ, người chúng đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hỏa thì khổ, nhà là phải có rung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trao là cứ đặt tay vào lì xì. Rồi rồi ra luôn. Để cho nốt nào. Cứ ghé một cái cài một con cái cho nó được. Rồi, ok. Con đi chắc con. Đón luôn, đón đi, ra luôn, ra luôn. Thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi. Hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu.
ngày lành trong tháng, chào cao ánh sáng đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi, 1, 2, 3 vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau, đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, kính thưa toàn thể toàn người có mặt hôm nay, rất là phấn khởi. Giữa ông bà Thành Dung có cháu Thư, ông bà Tân Hồng có cháu Thu Hiền, hai cháu kỳ hiểu nhau, được sự nhất trí của bố mẹ hai bên, được sự nhất trí của ông bà người ngoài của hai gia đình. Rất là phấn khởi hôm nay hai gia đình tổ chức lễ ăn hỏi cho hai cháu. Vì điều kiện thực tế là hai cháu ở xa, nhưng mà vừa cái ở nhà các cụ ông bà thì ngồi ngoài lo lắng về việc chăm nâng cho các cháu. Tốt đẹp. Kính thưa các cụ, hôm nay được sự nhất trí của gia đình và thống nhất, cũng như được sự nhất trí của ông bà Thành Dung, Thành Dung, chúng tôi đại diện nhà trai gồm có ngồi có ngoài bà con tổng có tám riêng được tiến lễ sang nhà gái nhà bà Tân Hồng, xin phép để được làm công tác để chúng tôi giao lễ để cho gia đình. Để xin phép chúng tôi mời cùng tâm đại diện cho nhà gái nhà lễ. Xin phép ông chủ ngoại hai gia đình quân nhân hai cháu đồng viên. Qua quá trình tìm hiểu hai cháu nhất trí để xây dựng gia đình được hai gia đình bố mẹ của cháu hai gia đình một mạng nhất trí để hai cháu tư là xây tổ ấm hôm nay, tức là ở bên thành ca các cụ mong các cụ già đã mang lễ đến để tức là ở bên chúng ta ngôi nhà gái để làm lễ đó những tổ tiên là hôm nay tham liên là chính thức là đi lấy chồng cái để xin nghe là cô cô là sao đấy hãy cùng đón đấy. Đấy đúng rồi, các ông nhìn ra đây ạ. Sau một cái lễ thì cả nhà vỗ tay cho con một cái đi ạ. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đời. Xuất phát từ cái chỗ hai cháu yêu nhau mà nay là hai gia đình tổ chức làm lễ thành hôn cho hai cháu, rất là phấn khởi. Đủ nhiều điều yếu tố, hai cháu Thư và Huyền đã đăng ký tại đại sứ quán ở Hàn Quốc, đây là hai gia đình thống nhất và được chính quyền địa phương công nhận.
nay hai gia đình đã tổ chức làm lễ tác thành cho hai cháu, một điều rất phấn khởi. Hôm nay đại diện cùng tâm ông đồ của cháu nhận lễ ăn hỏi chính thức bây giờ là cháu Thư, là con của ông Tân và Hồng, cháu của các cụ đồ ngoài. Cháu Thương Nguyên là con của ông Trung Thành và cháu của các cụ đồ ngoài. Rất phấn khởi các cháu thêm gia đình, thêm cha, thêm mẹ, thêm ông bà. Phấn khởi nhất là mong muốn nhất là được gia tiên che chở cho các cháu bình an. Ông bà lại bảo bố mẹ khuyên nhân để cho các cháu thành đạt. Và chúng tôi rất là phấn khởi được sự tiếp đón của nhà gái đầy đủ thủ tục, thể hiện cái tấm lòng trách nhiệm đều chúng ta ở đây, từ các cụ ông cụ bà, từ già trẻ, bạn bè anh em vượt xa sóng tự hào nàng tự hào con ông Trung Thành trai là con gái và ông Tân Hồng gái gái về diện lên trang không thông hết bao gì để đã thay là quỳ quyền của bà Trung Thành. Rất phấn khởi là cái chỗ là vừa cùng thôn là vừa cùng làng, cái tiếng già xa đúng không gần. Hiện nay chúng tôi là các cụ đi bộ thì phải xa, đi máy xe máy thì phải nhanh, thế nên thời gian nó khó cũng có kéo dài là tí vì cái điều kiện thì báo cáo các cụ mình. Nên là cơ bản tôi xin cơ các cụ học của bà gia đình hay các gia đình nhà trai chúng tôi có ý tưởng cùng nhà cho để làm lễ gia tiên các cô gia tiên cùng các ông bà ông đơn cháu thứ là con của ông bà Tân Hồng cháu của các cô thì ta mời cùng nhà ra. Hai ông đỡ lên, đứng dậy giữa cho con ạ. Ok rồi, ông nhìn đây ạ. Thấy chưa, hai ông nhìn đây ạ. Ông giữ nguyên cho con nhé, chứ được ạ. Rồi ạ, ok rồi. Cả nhà vỗ tay cho con đi ạ. Là vẫn thường hiện là
con cùng bà, cùng cháu. Cả nhà vỗ tay cho con đi ạ. Em yêu một người, người luôn mong em.